Lâm Điền 24 giờ cung cấp dịch vụ thông tắc bồn rửa chén bị nghẹt, bồn cầu bị nghẹt, sàn nhà tắm bị nghẹt, nội soi camera định vị tìm hầm, nội soi camera kiểm tra lỗi hệ thống. Để tìm hiểu về dịch vụ của Lâm Điền 24 giờ, bạn vào kênh đăng ký và theo dõi Lâm Điền 24 giờ nhé. Một. Nó chưa ăn luôn hả? Dạ. Cái đầu đi đâu? Hả? Không phải ông nội đâu là thầy nó à. Ờ. Ông sạch về. Ở trong đây ngập nước nè. Rồi. Nào để khô rồi thấy không? Chứ là nó bị chỗ nào? Nó bị bỏng khúc từ đây đến đằng kia. Bỏng mà. Bị bỏng như là nó dốc ngược cái đây chút xíu. À, tức là nhưng mà nước nó ở đây trên này nó nhiều nhưng mà sao nó không có thoát ra nó được nhỉ? Nó bị nghẹt, lá cây với mỡ đóng đó. À. Quay đầu qua. Rồi, cái đường này là đường đi ra nè. Đó nó đổ ra kìa. Đó nó đổ ra ngoài này. Thợ đấu tầm bậy rồi. Hình như nó có 5 cái ống ra là một ống nó tập trung về đây. 5 ống ở đây đổ xuống một ống. Đúng rồi. Đó, cái nhánh này là nhánh chính nè, nước đang thoát ra. Đó. Đó. Nhưng mà nó đang bị nghẹt mình nè, khúc từ này. Có nghẹt cái khúc từ đó đi đâu mà được. À, đang bị nghẹt từ cái ống đổ vô một ống nó ra ngoài đường nó bị nghẹt. Đúng rồi, từ cái ống chính đi ra. Đó, bây giờ nước thoát hầm hầm rồi thấy không? Cái máy em xuống là ống nó sạch luôn nè. À, có nghĩa là nó mới nãy nó bị nghẹt mở hay gì nữa. Mở. Nhưng mà mới nãy sau là nó không được chỗ này, là mình trùng vô ở lỗ giữa à. Cái máy em phải bò vô. À. Cái bò vô đâu rồi nó bắn sạch đến đó. À, cái ống nó luôn. Nè nè nè. Nhìn rồi, cái mỡ nó bám nè. Đó, thấy không? Cái đó nó còn cái chân mỡ. Đúng rồi. Cái chân mỡ nó bám bít hết luôn. Lâu ngày thì mỡ nó sẽ đóng với xi măng. Với lá cây nữa. Đấy, bắn lên cái lá cây chào luôn quá trời. Rửa ống hút rồi sát tôm cua cá nhiều lắm. Có hộp vịt muối nữa. À, cái này giờ cái bét quẹo qua được rồi, căng cao quẹo qua không được. Đấu không có xui á. Nó đấu nguyên mình giáp dòng mình nè. Từ đây nó chẻ cái tay đi. Thay vì nó là cái thi mà đi qua mình quậy luôn. Nó chẻ cái phần tay nó đi ra. Bị tê á. Đó. Nhưng mà cái này nó số được khoảng bao nhiêu mét rồi. Mình đo được chứ. Thế đừng có giật về, đừng giật về. Đang định vị cái đầu á. Rồi đừng giật về.
đâu, cho cũ mà. Thấy không, thấy không, ghê chưa? Thấy thầy nhìn vô là nãy giờ không có nhìn mà quay ra nhìn thấy lượt hụt mấy phân này đó. Chuyên nghiệp hả? Ba mét rưỡi á, tầm đó, ba rưỡi bốn mét á. Lâm Điền 24 giờ cung cấp dịch vụ thông tắc bồn rửa chén bị nghẹt, bồn cầu bị nghẹt, sàn nhà tắm bị nghẹt, nội soi camera ra định vị tìm hầm, nội soi camera ra kiểm tra lỗi hệ thống. Để tìm hiểu về dịch vụ của Lâm Điền 24 giờ, bạn vào kênh đăng ký và theo dõi Lâm Điền 24 giờ nhé. Oh.